với kênh của Lương Coffee. Thì hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các anh chị cách pha cà phê phin sữa đá. Ở đây thì tôi sẽ sử dụng cà phê sữa đến từ Lương Coffee ha. Cái dòng này thì đặc biệt dành cho cà phê sữa. Ok. Và đây là cái hạt cà phê. Thì tôi sẽ sử dụng cái phin là phin nhôm số 7 ha. Cái phin này thì chúng ta sẽ cho là từ 25 đến 27 gram cà phê. Thì ở trong này thì tôi sẽ cho là 25 gram ha. Ok. Mọi người lấy cà phê xong thì nhớ đậy nắp kín lại ha. Và khi chúng ta lấy xong thì chúng ta sẽ lắc đều, lắc nhẹ thôi mọi người ha. Rồi chúng ta sẽ sử dụng cái phao chặn để chúng ta lấy một ít cà phê lên bề mặt. Rồi lấy một ít thôi mọi người. Đó. Rồi chúng ta sẽ xay đều. Và mọi người tránh trường hợp là chúng ta nén quá mạnh dẫn đến cái việc là cà phê chảy ra rất chậm ha. À, chúng ta sẽ đến bước tiếp theo là bước ủ cà phê. Để ủ cà phê thì tôi sẽ sử dụng nước sôi. Và để ủ phía dưới thì ta sẽ sử dụng là 10ml nước sôi ha. Chúng ta sẽ đổ xuống phía dưới. Đó, và cho cái phin cà phê lên. Để cà phê sẽ hút hết cái nước ở phía dưới. Rồi. Và tiếp theo thì chúng ta sẽ ủ phía trên. À, chúng ta sẽ tiếp tục là lấy 10ml nước sôi ha. Đó. Sau khi cà phê đã hút hết nước ở phía dưới thì chúng ta sẽ cho lên để ủ phía trên. Để ủ phía trên thì chúng ta sẽ tưới đều xung quanh. Đó. Giúp cà phê được nở đều hơn, không có bị trũng khi mà chúng ta pha ha. Nếu chúng ta đổ vào một chỗ thì cà phê nó nở không đều ha. Đó, chúng ta đậy nắp lại, chờ từ 5 đến 10 giây để cho cái cà phê hút hết nước ở phía trên ha. Và tiếp tục thì chúng ta sẽ đổ thêm là từ 40 đến 45ml. Thì ở đây tôi sẽ đổ là 45ml nước sôi vào đây. Thì mọi người thấy là ở trên này thì cái cà phê đã hút hết nước trên bề mặt rồi đó. Rồi chúng ta sẽ tưới đều xung quanh. Đó. Chúng ta tưới đều xung quanh. Và khi mà chúng ta đổ nước vào thì chúng ta sẽ sử dụng cái muỗng hoặc là đũa để chúng ta khuấy tròn nhẹ trên bề mặt. À, chúng ta chỉ khuấy trên bề mặt của cái nắp phao chặn thôi ha. Chúng ta tránh trường hợp là sử dụng cái muỗng hay đũa chúng ta chọc tận phía dưới ha. Đó. Và chúng ta sẽ nhấn nhẹ một xíu. Đó. Rồi chúng ta sẽ đậy nắp lại. Chờ cái cà phê chảy hết thì chúng ta sẽ cho sữa vào sau. Và đây thì tôi đã có một phin cà phê đã pha sẵn đây. Đó. Thì bây giờ tôi sẽ cho sữa vào ha. Thì để pha một ly cà phê sữa thì tôi sẽ cho là 30ml sữa ha. Sữa đặc. Nếu mọi người thì có thể tăng giảm tùy theo cái khẩu vị của mỗi người ha. Mọi người thích ngọt thì cho nhiều hơn, người thích đắng thì cho ít hơn. Vào đây, tôi sử dụng là 30ml sữa đặc. Và mọi người có thể là đổ trực tiếp cái cà phê đấy vào trong cái soft milk rồi ha. Để chúng ta khuấy đều cái sữa ở phía dưới lên. Mọi người lưu ý là chúng ta khuấy đều ha. Sau khi khuấy đều xong thì chúng ta sẽ đổ cái cà phê vào lại trong ly. Đó. Và để tăng thêm cái sự hấp dẫn cho ly cà phê chúng ta thì chúng ta sẽ sử dụng cái cây đánh bọt để tạo lớp bọt phía trên ha. Cái việc tạo bọt vậy để xíu nữa chúng ta cho đá vào thì cái lớp bọt vậy khi cho ta đá vào nhìn một ly cà phê chúng ta sẽ đầy hơn và nhìn sẽ đẹp mắt hơn.
Đó, nhưng mọi người thấy thì đây cái lớp bọt mà khi chúng ta đánh xong ha. Đó, nhìn rất là đẹp. Đó, và chúng ta sẽ cho thêm đá vào ha. Ok. Và như vậy là chúng ta đã xong một ly cà phê sữa đá. Nếu như mọi người mà có ok, và nếu như mọi người mà đang có cần tìm một cái nguồn cung cấp cà phê hạt rang xay nguyên chất thì cứ vào comment phía dưới hoặc liên hệ với số hotline miễn phí của Lưu Cà Phê, thì Lưu Cà Phê sẽ liên hệ lại và tư vấn cho các anh chị là các gu cà phê ở cái khu vực mình khách hàng họ ưa chuộng xài. Cảm ơn mọi người đã đồng hành với tôi trong clip này. Hẹn gặp lại mọi người vào những clip sắp tới. Và mời mọi người một ly cà phê sữa đá. Và vừa rồi là tôi đã hướng dẫn anh chị cách pha cà phê phin sữa đá. Thì nếu như anh chị đang cần tìm một cái nguồn cung cấp cà phê hạt rang xay nguyên chất thì mọi người cứ vui lòng comment phía dưới hoặc liên hệ trực tiếp với số hotline miễn phí của Liễu Cà Phê, thì Liễu Cà Phê sẽ liên hệ lại và tư vấn cho anh chị là cái gu cà phê nào ở cái khu vực mình khách hàng họ ưa chuộng xài. Cảm ơn mọi người đã đồng hành với tôi trong clip này. Hẹn gặp lại mọi người vào những clip tiếp sắp tới. Và mọi người ly cà phê sữa đá nhé. Rất là ngon nha.